Taylor Swift bị mỹ nhân bí ẩn hất cẳng trong bảng xếp hạng đình đám, đến Kim Tae Hee cũng đội sổ. Emma Watson, Kim Tae Hee, Taylor Swift là những nữ ngôi sao thường xuyên góp mặt trong các bảng danh sách bình chọn sắc đẹp trên thế giới. Emma Watson sinh năm 1990 là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng người Anh. Cô là một trường hợp hiếm gặp tại Hollywood với danh tiếng vững chắc và khối tài sản đồ sộ ở tuổi 33. Sự nghiệp diễn xuất của Emma Watson gắn liền với thành công của thương hiệu Harry Potter và xuyên suốt loạt phim này, người hâm mộ cũng chứng kiến quá trình trưởng thành của Emma Watson từ ngôi sao nhí thành cô gái xinh đẹp và đầy quyến rũ. Kim Tae Hee của Hàn Quốc luôn được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên. Người ta nói rằng cô ấy là một trong số ít nữ diễn viên chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ trong làng giải trí Hàn Quốc. Cô cũng được coi là một trong những mỹ nhân hàng đầu xứ Hàn. Các danh sách bình chọn sao nữ đẹp nhất luôn có tên của Kim Tae Hee ở vị trí hàng đầu. Taylor Swift không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, cô cũng từng tham gia đóng phim. Cô có người hâm mộ trên toàn thế giới và là ca sĩ thành công trong sự nghiệp. Ngoài là một trong những nữ ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất thế giới, Taylor Swift còn thường xuyên lọt top danh sách nhân vật có sức ảnh hưởng nhất và nữ nghệ sĩ có khuôn mặt đẹp nhất thế giới hiện nay. Ishihara Satomi. Ngôi sao nữ nổi tiếng nhất ở Nhật Bản có lẽ là Ishihara Satomi. Cô nhiều lần được dân mạng xứ Phù Tang chọn là ngôi sao được nam giới yêu thích nhất. Với gương mặt đẹp gợi cảm, Ishihara Satomi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi mới 15 tuổi, nhưng mãi đến năm 17 tuổi cô mới có vai diễn đầu tiên. Bộ phim đầu tay My Grandpa đã giúp Ishihara Satomi thành công chỉ sau một đêm. Ở tuổi 17, cô chiến thắng giải nữ diễn viên mới xuất sắc tại Ho Chi Film Award, Nikkei Sports Film Award, Blue Ribbon Award và giải do Viện Hàn Lâm Nhật Bản trao tặng. Công chúng Nhật Bản gọi Ishihara Satomi là Kim Tae Hee của Nhật Bản vì vẻ ngoài xinh đẹp. Vương Tổ Hiền. Nhắc đến nữ diễn viên xinh đẹp nhất Trung Quốc, nhiều người luôn nghĩ đến Vương Tổ Hiền. Ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, Vương Tổ Hiền được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân châu Á nhờ tài năng diễn xuất và nhan sắc mỹ lệ. Tuy nhiên, trong khi sự nghiệp đang phát triển thì năm 2000, Vương Tổ Hiền đã chọn rời xa ánh đèn sân khấu và chọn định cư ở Canada. Hiện ở tuổi 56, nữ diễn viên vẫn khiến người nhìn ghen tị trước nhan sắc trẻ trung mỗi khi lộ ảnh để mặt mộc. Trong khi đó, Ashley Graham vượt qua các tên tuổi lớn như Margot Robbie, Cara Delevingne, Anna De Armas và Doja Cat để trở thành người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới do Maxim bình chọn. Siêu mẫu ngoại cỡ xuất hiện với bộ nội y màu nude mismatch áo lông quyến rũ trên trang bìa Maxim Hot 100 số tháng 4 năm 2023. Trong khi đó, tạp chí Mỹ dành lời có cánh cho cựu giám khảo America's Next Top Model. Ashley Graham, nữ hoàng của những đường cong, là luồng gió mới trong ngành thời trang. Với cá tính mạnh mẽ, tươi vui như những bộ đồ bơi sắc màu, cô luôn tỏa sáng trên sàn diễn hay trước ống kính. Cô ấy không chỉ là người mẫu mà còn là người đại diện cho những phong trào đấu tranh vì quyền phụ nữ. Theo Maxim, sự tự tin của những cô nàng ngoại cỡ như Graham có sức lan tỏa và truyền cảm hứng, chứng minh rằng vẻ đẹp tồn tại ở mọi hình dạng và kích cỡ. Trong thế giới size không đã ngự trị quá lâu, Graham nhắc nhở mọi người rằng bí quyết để vượt qua định kiến là hãy luôn yêu lấy cơ thể của chính bạn. Cơ thể con người luôn thay đổi và phát triển, chúng ta không nên đánh giá người khác qua kích thước, giới tính hay dân tộc. Nhiều năm qua, tôi sử dụng cơ thể mình như công cụ để lan tỏa thông điệp tích cực, Graham bày tỏ trong buổi phỏng vấn. Ashley Graham sinh năm 1987 là người mẫu, nhà thiết kế áo tắm và MC truyền hình đình đám của Mỹ. Năm 2016, cô ghi tên vào lịch sử khi là mẫu plus size đầu tiên có cơ hội xuất hiện trên bìa tạp chí áo tắm Sports Illustrated. Bên cạnh đó, không khó để giới mộ điệu bắt gặp hình ảnh của Graham trên trang bìa các tạp chí danh giá nhất hành tinh như Vogue, Harper's Bazaar, Glamour, Elle.